Cho là sùng mà không cho con. Cái mặt của nó hiền, còn cái mặt của mày nhìn gian quá. Trời, mặt gì mà không nói gian? Gian hồi nào? Không, cho con xin đến độc lẻ đi ông. Tiền thì ta hết rồi, nhưng mà trong vỏ ta còn cái này nè. Cho con đó. Ê, ê, à, sùng. Cái gì cũng thử ra. Mày cắm vô cái. Hôm nay giữ gì nhiều hắn nè. Thôi món thiệt. Ông ơi, ông cho tiền con hoài mà tới giờ cũng chưa biết tên ông. Ông cho con hỏi tên ông là gì vậy? Ta thứ bảy, con cứ gọi ta là ông bảy. Dạ, con cảm ơn ông bảy. Hey, mày biết chữ không? Coi sữa này là sữa gì vậy? Cái này là sữa cool sô cô la lúa mạch. Hey, mày biết chữ luôn? Shit rồi. Biết tiếng Anh nữa. Thì mình phải học hỏi tìm tòi để xin ăn mấy thằng Tây chứ. Một đô bằng 25.000 Việt Nam đồng đó mày. Tao mới biết luôn á. Thôi giờ chọn nha. Ừ. Anh kể gì kỳ anh? Em xem với đọc sứ tới thật sùng rồi mà đâu giống gì đâu. Đúng rồi, không có giống gì luôn á. Ủa hai này ngộ dữ ta. Giờ sử tích đó và anh kể giống hệt vậy, ai coi clip của mình? Thành ra anh phải thêm những cái tình tiết mới vô cho nó độc lạ thì khán giả anh ta mới theo dõi đến cuối phim được chứ. Đúng không? Đúng mày. Dạ đúng. Đúng không? Đúng rồi anh. Con đi mẹ ơi. Được rồi, được rồi. À, nghe tiếp câu chuyện mình nha các bạn. Rồi đợi tới khi nào ông mới chịu ăn đây? Đọc gì mà đọc hoài vậy? Chờ một chút. Đố mà, trên đời này thứ gì của mình không bao giờ sợ người ta chạm mất? Ai biết? Đó là kiến thức. Là sao? Cô từ từ đi, bà sẽ hiểu. Ăn đi. Sao hôm nay bà nấu cháo nhiều vậy? Ăn sao hết? Gói nồi gì đây? Hả? Cá kho? Thì ngày qua ông xin được nhiều tiền, nay ăn bữa cho sang. Mà đã sang á, thì phải sang cho tới. Đây nè. What the hell? Gì đây? Liệu côn. Ở đâu ra? Thì uống sữa côn, săn thể đặc biệt. Chứ đâu ra trời? Tôi lại bà. Đói bụng tôi còn chưa dám lấy tiền mua đồ ăn ăn, mà bà lấy tiền mua sữa. Đàn ông gì mà hà tiện dữ vậy? Nằm đi. Tôi hỏi bà, tại sao mấy thằng ăn mãi ngoài kia không bao giờ giàu nổi? Biết không? Là tại vì không biết để dành. Còn mình là ăn mày có chi thức. Là sao trời? Ngồi xuống đi nói cho nghe. Mấy ngày hôm nay tôi đang đọc cuốn sách Cách làm giàu của người Do Thái, cho nên tôi hiểu được nội dung trong đó. Trời đất ơi, ông mới đọc có mấy trang mà kiến thức đã dạy rồi. Tưởng tượng ông mà đọc hết cuốn sách này, cái trình của ông tới cỡ nào nữa. Thôi rồi ăn đi, cháo nó nguội kìa. Nói chung là cái trình nó cao đó. À, ăn cái đi luôn. Đưa chén này, lỡ mua bữa nay rồi thì ăn ngon đi. Đàn ông gì đâu mà càm gàm dữ vậy trời. Ăn xong rồi. Thôi tao đi à. Quên rồi. À, nhớ ở nhà không đi đâu hết. Lỡ mà mất tiền mất đồ là bà không sống tôi đâu. Dặn hoài, ngày nào cũng dặn. Biết rồi, nhà này có gì đâu mà lấy. Cái gì? Bà phải tưởng tượng sau này nhà mình giàu rồi, tôi sẽ cho bà ăn tôm hùm Canada, cua Alaska, sơ ngào hải vị, vân vân và mây mây. Giàu thì tôi cũng thích đó,
Nhưng mà tôi thấy mình bên nhau như thế này thì thích hơn. Sau này giàu đi, tôi sẽ lo cho bà đủ thứ. Còn bây giờ gán chịu cực nha. Chịu cực với ông biết bao nhiêu năm nay rồi, có sao đâu. Chỉ mong sau này giàu ông đừng có quên tôi là được rồi. Không có đâu, thôi tôi đi à. Mà nè, ông nhớ mua thêm cái nồi đất này nữa nha. Sao mua mới? Thì nó cũ rồi, sắp nứt rồi nè, ông thấy không? Mới nó còn xíu à, còn dùng được mà, xài đi. Đi à. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, bố thí cho kẻ tật nguyền này. Con xin ông bà hãy bố thí cho con. Chị, bố thí cho em vài đồng chị. Chị, em cảm ơn chị. Đói quá. Bố thí nha. Hai ông cho em lấy đồng lẻ đi. Dạ hai anh ơi, cho em xin vài đồng nha anh. Dạ. Cảm ơn. Hai ông đi. Không, cho ông xin lấy đồng lẻ đi ông. Ông ơi, cho ông xin vài đồng đi ông. Đói quá ông ơi. Đi ông. Dạ. Cảm ơn ông. Đi ông. Để đâu. Hả? Cho con xin vài đồng đi ông ơi, con đói quá. Không giờ ông hay cho con ăn gì. Ông. Ô là trời, sao mà bạo lực dữ vậy con? Cái thằng này nè, nó gian xảo lắm. Sớm giờ một đống người cho tiền nó rồi, nó thấy ông đi lại cái giấu tiền, tính xin tiền ông nữa đó. Chỉ có cái cách này mới dạy dỗ nó hơn. Đúng. Ông cũng ghét mấy thằng giống vậy lắm. Hôm nay ông chỉ có nhiêu tiền lẻ để cho con thôi. Số tiền còn lại là ông phải đem về nhà mua gạo cho thằng cháu nhỏ của ông nữa. Dạ nha con. Dạ, cảm ơn ông. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Xin hãy bố thí cho kẻ tật nguyền này. Ông ơi, bố thí cho con. Kìa Thạch Sùng, ta đây chứ ai giả bộ chi cho mệt vậy? Dạ con chào thầy đồ ạ. Thôi, sắp về tới nhà rồi. Lừa ai chứ lừa chồng sớm của mình chi cho mệt. Mà sao hôm nay con thấy thầy đi có vẻ vội vã vậy? Bộ có chuyện gì vui hả thầy? Có phải thời tiết đẹp là thời tiết có mây trắng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc nãy ta nhìn lên bầu trời, thấy có một đám mây nâu lượn qua, chứng tỏ sắp tới làng của chúng ta sẽ đối mặt với một cơn bão rất là lớn. Bão Nogu level 2 hả thầy? Còn hơn bão Nogu nữa. Hả? Thôi ta về cô báo với gia đình chuẩn bị trước là vừa. Hai vợ chồng con cũng chuẩn bị trước đi cho chắc. Dạ. Bà ơi, sắp vào to rồi. Bỏ đi, nấu cái gì mà nấu. Mà cái gì? Tự nhiên hôm nay ông mua cho tôi hai lốc sữa sô-cô-la lúa mạch chi vậy? Thì tôi là chồng bà mà, tôi phải biết bà thích cái gì chứ. Bà mê sữa cô đó giờ. Mà cái loại này uống vô bổ sung canxi, vitamin A, vitamin D3. Mà đó giờ muốn mua cho bà mà đâu có tiền đâu. Nãy sắp giàu rồi nên tôi mua cho bà nè. Ông bị cái gì á? Cứ như là lụm được vàng vậy á. Còn ngơ chứ vậy nữa. Cảm ơn bà, cảm ơn mày. Trời. Sắp giàu to rồi. Thời tới. Gì hả? Tự nhiên ông đã hú cho tiền nên làm gì? Mua gạo. Vậy? Mua hết hũ tiền này luôn. Mua hết. Ông bị cái gì vậy?
đọc sách viết rồi bị ngáo hả? Từ từ bà sẽ hiểu. Đi với tôi nhanh lên mua gạo nè. Lẹ lên. Đúng như thầy đồ đã dự đoán, cơn bão đã nhanh chóng ập đến ngôi làng của Tha Sùng. Ruộng lúa khắp mọi nơi đều bị nhấn chìm. Thì lúa, gạo đã quý, nay lại càng quý hơn. Bá hộ, quan lại trong vùng, nhanh chóng mở kho gạo để bán. Thì trong một thời gian ngắn, gạo cũng đã hết. Tận dụng thời điểm đó, Tha Sùng mở kho gạo tại nhà, bán với giá trên trời. Từ từ, rồi ai cũng có phần, đừng chen lẫn. Ai có người cho tôi gạo ơi. Khoan, tiền của con. Hả? Tiền của con. Quên. Rồi, lại đây. Bán cho tôi trước đi cậu. Bà đủ không? Đủ, đông cho nó đi. Rồi, đủ không? Này đủ, đông cho nó một lô. Rồi nè. Cho tôi một lô. Rồi, tới đây. Tôi không đủ tiền thì đi về kìa. Rồi, tới này. Bà ơi, mẹ em đủ đi về. Mẹ không? Đủ cậu ơi. Tiền có tiền không? Cậu ơi, cho nó một lon đi, cho thêm một lốc sữa côn nữa. Trời ơi, thì thằng này có mặt giống ông thầy đồ. Mà ông thầy đồ là ai? Ân nhân của tôi, thành ra tôi phải chăm sóc cho nó. Nè, gán ăn mau lớn phụ mẹ cho mày. Dạ, bán cho tôi đi cậu. Bán cho tôi đi cậu. Trời nãy giờ rồi đó. Đâu? Dạ. Trời ơi, mập vậy ăn chạy xíu không có chết đâu. Từ đi. Bán em ơi. Bán cho tôi trước đi cậu. Tao nói mày không đủ đi về. Trời ơi. À, bà này đủ nè. Đồng cho bà một lần đi. Trời nè. Bán cho tôi trước đi cậu ơi. Ủa? Ông Bảy. Nhớ con không? Con nè. Nhớ chứ cậu. Nhưng mà tôi chỉ đủ tiền mua nửa lon thôi. Cậu bán cho tôi nha. Trời ơi. Riêng ông Bảy hả? Đồng cho ông 2 lon luôn. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi xin đi. Ai ông giúp con rồi con nhớ à? Rồi. Trời, của ông nè. Ông nội ơi con. Rồi, ai đủ tiền không? Tôi đi. Trời ơi, ông không đủ tiền đi về. Tôi nè. Rồi, anh đủ tiền không? Không. Trời ơi, đi về giùm đi. Không đủ tiền đi về. Đông cho con bán cho đi cậu ơi. Không, đi. Không đủ tiền đi về luôn. Đi ông một hào thôi ông. Tao nói rồi nghe, không đủ tiền đi về nghe, mày đứng đây hoài mày. Vậy thôi. Đi về. Đốt hết. Đốt à. Chạy hết. Sao bần hèn hả? Ăn mày nghèo khổ. Mày. Trời đất ơi, ông làm cái gì hả? Mình phải đốt hết mấy cái thứ bần hèn này mới giàu anh được. Đứng ngay ra đó làm gì? Phụ tôi đốt coi. Đốt hết. Ê, bà làm gì vậy? Thì đốt cái liều. Cái liều này còn mới mà đốt chi? Cái nào cũ mình đã đốt. Đi. Lẹ lên. Nghèo khổ quá. Đốt hết. Đập hết. Đập luôn. Còn gì nữa? Cái nồi này. Kể từ giờ phút này, Tạch Sùng ăn mày đã chết. Có chuyện gì không tiền? Vô đây ngồi kể bà nghe coi. Dạ. Ủa? Sao tuần trước tao mới thấy mày để đồ anh rồi kết? Giờ thời trang gì? Tóc giật khè rồi. Dạ bà ơi, con hài lúa lắm. Con không biết thời trang là gì hết trơn á. Tóc con cháy á, là do con làm mướn ngoài nắng á bà. À bà ơi, cho con hỏi là thầy đồ có nhà không bà? Con biết tình hình lũ lụt, người dân không có gạo ăn. Ông đi từ sáng tới bây giờ, không biết có mua gạo được không nữa.
tới giờ vẫn chưa có về. Mà thôi, tiền cứ yên tâm, bà nghĩ là sẽ mua được gạo, tại vẫn cũng chưa được về mà. Dạ, cũng chăm sự nhờ vợ chồng ông bà đó. Nè tiền, cái này bà hỏi cho biết thôi, chứ không có nhiều chuyện nha. Con trả lời cũng được, mà không trả lời thì càng không được. Sao con tên tiền mà tối ngày cứ đi mượn tiền người ta hoài vậy? Vậy là bà không biết tên đầy đủ của con rồi. Tên đầy đủ của mày là gì? Dạ, Trần Thiếu Tiền. Trời ơi, ngày xưa cha mày tên Trần Thiếu Gia, mà sao đặt tên mày là Trần Thiếu Tiền? Con khổ quá bà ơi. Cha con á, hồi đó giàu lắm, mà ổng cờ bạc, rượu chè, xong rồi lấy mẹ con, xong rồi bả mang bầu, mà đẻ ra con, rồi đặt tên con á là Trần Thiếu Tiền á. Hèn chi. Kìa, ổng có mua gạo được không? Người ta bán 1 là 10, còn nó bán 1 là 100, ai mà mua cho nổi? Bà coi coi tức không? Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy, thầy ơi, hãy giúp mẹ con đi thầy. Bà coi trong nhà còn gì giá trị bán không? Còn tôi nè, bán đi. Thôi, bà coi bán đàn vịt đó, kiếm tiền lo cho mẹ nó trước đi. Dạ, con cảm ơn này, con cảm ơn bà. Đi theo bà nè. Dạ. Chỉ là một lão thầy đồ thôi mà, quận công có cần phải đích thân đến đây không ấy? Mày nói nhỏ nhỏ thôi, ổng nghe được ổng đuổi việc mày đó. Thì hồi đó ông thầy đồ giúp ổng, bây giờ ổng tới ông trả ơn. Con quỷ này chừng nào trả tay cho tao mày? Ông bà có lâu rồi. Mày hứa tao lần này là mấy lần rồi? Ông bà cuối cùng rồi ông ơi, xin ông bà. Tao nhớ lần này là lần thứ 7 rồi mày. Xin ông bà ơi, ông bà cuối rồi. Con quỷ này. Ha mày. Mày hả? Ông ơi, mày ông ơi, mày hứa tao mấy lần rồi. Sự nghiệp quá ông ơi. Trời ơi, mày tôi ghét nhất là những người thích lo chuyện bao đồng nữa. Dũng, trả nợ tao. Bà nói đúng, không thể không thấy chết mà không cứu. Ông, để con xử nó. Đàn ông mà đánh phụ nữ vậy coi sao được mày? Khoan, thằng Khứa này để tao. Lâu ngày rồi chưa có vận động xương cốt. Cô gái à, đây là cảnh hai người đàn ông giải quyết nhau bạo lực lắm, cô không nên thấy cảnh này đâu. Hai đứa bay lôi cô gái này ra ngoài đi, bịt mắt lại đừng có cho thấy cảnh này. Mẹ nhẹ nhẹ thôi, không có biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mày nó làm gì mày mà mày quấn nó dữ vậy? Dạ bẩm quần công, con quỷ nó hiếu con ba lượng vàng mà nó không có tiền trả, cho nên con mới bắt nó về làm người hầu, trả đến khi nào hết nợ thì thôi. Mà làm người hầu á, mình có quyền đánh đập dạy dỗ, đúng không quần công? Người nói cũng đúng. Bây giờ về, ta cho người 6 lượng vàng, nhưng với một điều kiện. Công thật là cao cần. Ta thấy nàng không ai chăm sóc với cái nhan sắc này mà lại ở một khu tồi tàn như vậy không hợp. Hay là giờ nàng về nhà ta đi, ta chăm sóc cho. Ông nói thử cho tôi nghe ơi, đưa con nhỏ này về làm người hầu hay làm thiếp? Hầu hay thiếp gì có sao đâu, miễn sao anh thương em nhất mà. Cớ sao bây giờ người lại đa nghi? Anh yêu em nhất mà, thế nên bây giờ về nhà anh nha. Ông hát hay quá ha, rồi tới nhà thầy đồ rồi nè. Mà làm gì vậy? Muốn nghe coi. Đi thì đi. Quên đó. Nào, hai đứa bay dẫn nàng về nhà tao đi. Nhớ nhẹ tao hơn nha. Đi, đưa đây. Trời, đứng đây chi nữa, đi về luôn đi. Ủa, còn bà đi theo tôi làm gì nữa?
Thì cái nhà thầy đồ. Trời ơi, thầy đồ là ân nhân của tôi. Anh ra tôi phải đích thân đi tới tặng quà mới thể hiện được lòng thành chứ. Bà đi về luôn đi. Quên nữa. Ê, dậy mày. Diễn xong rồi, hay lắm. Cho mày bảo học sư cô nè. Dạ, con cảm ơn không, con được không? Rồi. Cái gì đâu mà nặng dữ vậy trời. Thầy đồ ơi. Thầy đồ. Dạ, thưa thầy đồ, con mới qua. Qua đây có việc gì? Dạ, nay con qua đây là để thăm thăm thầy nè. Thạch Sùng ngày hôm nay mà cũng biết quan tâm tới người khác nữa à. Hàng xóm với nhau mà thầy. Mà đặc biệt, thầy là người mà con kính trọng nhất. Sao lại là ta? Thầy mau quên quá. Nhờ của thầy báo trước cho con sắp có trận bão lụt, tính kế làm ăn nên bây giờ con mới dạo được vậy nè. Nói hay lắm mà, sao lúc nãy không cho ta vay tiền mà đòi thế chấp đất? Thầy thông cảm cho con. Thạch Sùng này làm ăn có nguyên tắc đàng hoàng. Con nó cho thầy giá thấp hơn người khác rồi, thầy vẫn không chịu. Thì đó đâu phải lỗi tại con. Lẽ ra con phải đến thăm thầy sớm hơn mới phải. Nhưng mà dạo này công việc lu bu quá, thầy thông cảm cho con nha. Nay con tới đây trước là để thăm thầy, sau là để biếu thầy món quà nhỏ này. Thầy nhận cho con vui nha. Cái thứ hai là coi thầy khỏe không nữa mà. Ủa, gói cồn, thầy cũng đủ 24 thẻ để đổi cái này luôn hả? Mày xem thường tao quá Thạch Sùng. Chỉ có 24 thẻ là đổi được rồi. Với lại ta không nhận những món đồ bằng đồng tiền thất đức của ngươi đâu. Sao thất đức? Không có con, ngoài kia người ta chết đói hết trơn rồi. Lẽ ra họ phải cảm ơn con nữa mới đúng. Cảm ơn? Mày bán ăn lời cắt cổ, bà con phải dành dụm tiền mưu sinh vì trận bão. Sợ đói nên mới mua gạo cắt cổ nhà mày. Vậy mày không cho là thất đức, không phải do mày. Thì nó phải là tại con. Tại vì ông trời bắt họ nghèo thì họ phải nghèo. Giống như con vậy nè. Ngày xưa là thằng cùi, thằng điên, thằng khùng, lăn lê bò lết, xin từng đồng tiền lẻ, đâu ai quan tâm con. Thành ra con phải bằng mọi cách để giàu. Phải giàu giống như ngày hôm nay vậy nè. Thôi, thầy nhận món quà này cho con vui nha. Đi về, ta không có nhận. Đi về. Thạch Sùng này đã có ý đền đáp mà thầy vẫn không chịu nhận. Tại vì thầy, coi như con đã đền đáp xong. Đi về đây. Thạch Sùng, ngươi lấy hết mấy đồ đạc này về luôn đi. Này thầy kêu à. Chào thầy. Thạch Sùng, có lẽ lúc trước ta không nên nói cho ngươi biết về chuyện chân bảo. Ta tự hứa với lòng mình sẽ lấy lại hết những gì trong tay ngươi và trả lại cho dân làng. Lúc đó ta mới nhắm mắt xua tay mà không có mất. Dạ bẩm đại nhân, có một lá thư từ Thạch Sùng vừa được phong chức quận công gửi ạ. Thạch Sùng, nó là nào mà gửi thư cho ta làm gì? Do tối nhà đại nhân ở nhà biết nó lú á. Mà nó là nào mày tóm tắt tao nghe lại coi. Nó là mày, nó mua gạo tích trữ chờ cho mấy ông bạn của ngài á bán hết số gạo tích trữ luôn, nó mới lấy ra bán với cái giá cắt cổ một lãi tới 100. Sao mấy ông bạn tao ngu dữ ta. Nay sinh nhật của chế, làm sơ sơ thôi, làm quá nó ô về lố lăng đó. Từ đây chứ giờ sao, tao không muốn thấy một hành động nào của mày như vậy nữa nghe chưa. Tao đang hỏi á, là sao mấy bạn tao ngu dữ vậy? Tại mày không nghe lời xúa dạy của ngài đó. Một tên ăn mày mà được làm quận công, chắc nó cũng phải bỏ ra khá nhiều tiền ra. Con nghe nói á, nhà hắn chẳng thiếu thứ gì. Con còn nghe kể á, chó xua bậy, hắn lấy cục vàng 3kg, chọn một cái một, con chó chấn thương sọ não, chết luôn mà. Sao nó ác dữ ta? Mà không lẽ nó vào ngang cỡ ta? Thôi cứ đi đi, qua bển con nó giàu cỡ nào, ở đây suy nghĩ chi cho nó mệt. Ôi, ai nó mướt rồi đại nhân.
lăn quấn lại đi nhân ơi. Đi nhân ơi. Đi nhân ơi. Được rồi, lôi đi, lôi đi. Mày đấm cái gì đó? Dạ con xin lỗi ông, con xin lỗi ông. Không phải tại mày đẹp gái, hồi nãy giờ tao đuổi việc mày đó nha con. Mất hứng luôn à. Ủa sao bình thường thấy ông uống sữa mà sao nay ông uống rượu rồi? Gì? Rượu đâu? Này sữa mà phải không? Dạ. Ông rảnh dữ he. Cái hộp sữa nè, còn cái ống hút nè, mình cắm vô cái là mình uống rồi. Còn ông á, chế sữa vô cái bình, rồi bình nó mới chế ra ly. Mất công ghê á. Ôi mày ngộ. Giờ tôi giàu rồi, tôi có mấy sở thích lạ chứ được không? Sẵn tiện có Dương đại nhân ở đây, tôi muốn cùng ngài chơi một trò chơi. Ở đây có hai tên ngỡ, tụi nó sẽ đá gà với nhau. Tôi với ngài mỗi người chọn riêng một con cho nó đấu nhau. Người thắng sẽ lấy của kẻ thua 30 lượng vàng. Chơi thì chơi, mời ngài. Dạ, Hạch Quận Công tôi không dám, mời ngài chọn trước. Vậy ta chọn Thảo Đen đó đó, nó có búi tóc ngoài sau giống đuôi con gà kìa. Được, vậy người còn lại sẽ là của ta. Cô tí, ta chọn ơi. Trận đấu bắt đầu. Dán lên, dán lên. 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 Cái thằng này làm mất mặt tao. Rồi đâu, mang 30 lượng vàng lên cho Dương đại nhân. Vàng này cứng quá ha. Lấy vàng rồi đi đi, ở đây làm gì? Lô thì đâu? Đẫm lưng cho Dương đại nhân đi. Hằng ngày tôi có hàng trăm con nô tì đẫm lưng cho tôi vậy đó ngài. Chỉ vậy thôi sao? Nô tì nhà ta vừa đấm lưng, vừa rửa chân cho ta bằng nước ấm, ngâm với cái loại đông trùng hạ thảo lộ một nữa kìa. Dạ, đều đặn mỗi ngày 2 lần thưa Thạch Quận Công. Vậy à? Còn tôi ban đêm trước khi ngủ là phải có hàng trăm người đứng quạt, vậy mới ngủ được đó. À, thì khác nhà người. Vừa có người quạt, vừa có 100 cái hầu đứng xung quanh để phổ mũi. Vì ta không thích ngủ mùng. Chưa hết, tụi nó còn tha phiên hát ru cho ta ngủ. Đến lúc ta say giấc thì thôi. Hai ngày cứ đấu võ mồm với nhau thì được cái gì? Tôi có ý này, hay hôm nào hai ngày cứ thi đấu đi, coi tài sản của ai nhiều hơn thì chúng tôi mới tin được chứ. Dạ đúng đó ạ. À, được, so thì so. Chỉ sợ Thạch Sùng đây chỉ nó khoác mà không dám làm thôi. Thạch Sùng tôi mà sợ. Được. Cạn ly. Cạn ly. Hẹn ngày tái ngọn. Hello ladies and gentlemen. Hôm nay là cuộc thi đọ tài sản giữa hai billionaire Dương Đại Nhân và Thạch Quận Công. Trước khi thi đấu, chúng ta phải có giấy tờ đầy đủ. Đây là tờ giấy giao kèo. Mời hai vị lăn tay ạ. Để ta trước cho. Mời ngài ạ. Kìa, thấy ngu chưa? Người ta lấy ngón tay ịn lên cái là được rồi. Còn ngài dư máu lắm hay gì mà lấy dao cắt ịn lên vậy? Được, vậy ta xin thất lễ. Dương đại nhân, nghe nói nhà ông giàu nứt vách đổ tường đúng không? Để còn có món này không? Dạ bấm không à. Thôi, gì lẽ hả? Thấy con gấu này không? Nhìn cho kỹ vô. Biết nó được đính từ cái gì không? Nó được đính từ 1000 viên kim cương lấy từ trên đỉnh núi ông cắm xuống đó. Ông có không?
Hay quá, hay quá. Ta cũng có một con thỏ đến từ những viên ngọc đó nè. Nhìn đi, nhìn đi. Ai hi? Ai bảo mày? Thì câu cuối của ngài là nhìn đi, nhìn đi. Có phải có chữ y không? Còn mới hiêm a hi hi cho nó có giận. Ngài hay không? Vậy có là gì? Dạ, bấm mông ạ. Đi lẹ. Nhìn cho kỹ vô. Đây là cái mũ chớp bơ. Mùa đông đội vào thì ấm, mùa hè đội vào thì mát. Và đặc biệt, càng đội lâu càng thông minh. Ông có không? Có không? Cái mũ này coi bộ hợp với ngài tới đại nhân. Ý mày tao ngu đó hả? Con đâu có dám. Ý là người ngoài nói đại nhân đó. Đây là ngọc thỏ dược. Nắm dao là chỉ được bách bệnh, kể cả những cái bệnh nan y thời 4.0 hiện nay vẫn trị được, chẳng hạn như là ung thư nè, hôi nách. Có không? Viên ngọc vậy mà cũng dám ngậm, có ngại mất cổ cho người coi. Chơi với chị ngu. Cũng giàu đó. Để tôi coi ông có món này không. Vương đại nhân, ngài nhìn cho kỹ đi, đây là cái gì? Đây là trái ác quỷ Mera nấu mi mà. Có kiến thức hoạt hình đó. Đúng, người ăn trái này vô sẽ có thể biến thân thành ngọn lửa bất cứ lúc nào mình thích. Ông có không? Làm gì có được. Ghê quá, ghê quá. Ta cũng có một trái. Đây là trái ác quỷ Gomu no mi nè. Đây là trái quỷ của vô tặc Minh khi đi lù phí. Người ăn nó vào có thể trở thành người cao su. Khá khen cho ông Dương đại nhân, ngồi tới giờ phút này cũng hay lắm rồi đó. Được, xem ra phải sử dụng tới con ác chú bài cuối cùng rồi. Dạ bẩm ông ạ. Đây là cây bút và lọ mực thần. Người có duyên mới sở hữu được nó. Vẽ cái gì ra là nó sẽ quá thành hiện thực. Ông có không? Có ai muốn coi tôi bôi vẽ không? Nhìn cho kỹ nghe Dương đại nhân. Càng vẽ càng thấy mình có khiếu hội họa. Sao? Nhìn đi, nhìn đi, đẹp không? Coi nè, coi nè. Ba giây sau nó hiện lên con bi ca long cho coi. 3 2 1 Nữa. Sao? Dương đại nhân, ông có không? Thôi được rồi, ta xin tuyên bố Thạch Quận Công là người chiến thắng. Tất cả tài sản trên bàn của Dương đại nhân sẽ thuộc về nhà ai. Ông Tám ơi, ông Tám, ông Tám ơi, ông Tám, có ai ở nhà không? Nhà cửa đâu có ai ở nhà chứ trời. Ông Tám, có ai ở nhà không? Ông Tám ơi. Dạ, kêu ông con đó. Ủa, khoan, nay mày lớn gì luôn rồi nữa hả? Dạ, hư thật cũng không. Ủa, rồi ông của mày đâu? Thấy mày vậy ông cũng thương, chịu không có nổi.
Nói thiệt, phải chi mà có nhiều tiền á, mày muốn cái gì ông cho mày cái đó. Sau này con mà giàu, con sẽ trả ơn cho ông gấp 100 lần. Thơm, chở Thạch xong đi mà. Sao con lại đây? Con xin lỗi. Thơm, ta đây, đừng có sợ. Thầy đồ nè. Thầy đồ. Cũng khổ quá thầy ơi. Đưa đi. Tay kia. Tao này. Hai tay. Có 36 thẻ côn nè, ông cũng lấy nữa hả? 36 thẻ côn, con đỏ được cái áo tròn biến hình một. Mà lấy vàng của tôi làm gì? Thì hồi chiều tôi đi chợ, thấy thầy đội mượn gạo hết người này đến người kia nhưng không được, nên tôi mới xin giúp thầy. Dù gì lúc trước cũng nhờ thầy mình mới giàu lên như thế này. Bà cho vậy lỡ người ngoài biết, bữa nay 10 người tới xin, ngày mốt 100 người, rồi 1000 người tới xin, bộ bà tính cho hết tài sản của tôi hay gì? Ông ích kỷ quá, tôi chán cuộc sống này lắm rồi. Ngày xưa tuy nghèo nhưng mà vợ chồng mình có nhau, bây giờ suốt ngày ông chỉ lo làm, suốt ngày tiền, bỏ bê vợ con. Ừ, bà nói hay quá. Tôi cố gắng để giàu vì ai? Vì ai? Là vì bà, vì cái nhà này, vì tương lai, vì con cái của chúng ta. Bà có được áo đẹp, cơm ngon ở đâu ra? Nhờ ơi, nhờ thằng Hạch Sùng này còng lưng kiếm tiền, áp lực đè lên vai tôi nè. Tôi không còn biết, tôi thấy ông thay đổi rồi. Tôi không muốn sống trong căn nhà này nữa, tôi phải đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu mà có bản lĩnh thì đi ra khỏi cái nhà này, đừng lấy bất cứ gì theo và đừng bao giờ quay về đây. Ừ, tôi không cần một thằng chồng như ông. Đi. Khoan, bà quay lại đây. Quay lại đây. Tôi với bà coi như hết. Đi. Tôi không cần. Chứ bà cần cái gì? Tôi cần hết sự hiền lành của ngày xưa. Đi. Hết sự của ngày xưa chết rồi. Rồi giờ con tính làm sao? Dạ, con cũng không biết nữa. Con phải ăn xin sống qua ngày. Nhiều lúc á thì bị chửi rủa, bị đuổi đi. Bây giờ trải qua mới biết ông Thạch Sùng hồi đó cực khổ như thế nào. Thôi, sao con không về nhà cũ đi, mà lại lang thang đầu đường xó chợ như vậy? Nhà cũ còn nữa đâu thầy. Ông Thạch Sùng đốt hết rồi, đập hết, kể cả cái nồi đất cũng chả còn. Gì nó cũng có vậy ta? Trăm vàng 49 nó cũng có, gắn vàng nó cũng có, mưa bạc cũng có, ngay cả cái nhà voi ma mút nó cũng có luôn. Tức thiệt chứ. Dạ thưa nhân, đại nhân, có người tìm đại nhân ạ. Đại nhân, có người tìm đại nhân.
Giờ này là giờ nào rồi, không tiếp khách gì hết trơn á. Nhưng mà ông ta nói á, có cách giúp đệ nhân thắng trong cái cuộc tỉ thí lần này á. Mời anh vô lẹ, mời vô. Dạ. Mời em vô ạ. Chào Dương đệ nhân. Người là ai, đến từ đâu? Tôi là người chung làng với Thạch Quận Công, chuyên nghề dạy học. Dạy học xong ở nhà dạy học đi, tới đây làm gì ông nội? Tôi e ngày khó soi kè tài sản với Thạch Quận Công, nên hôm nay tôi tới đây có kế sách muốn giúp ngài thắng cuộc. Kế sách gì hả? Nói ra đi. Tôi chỉ nói kế sách khi ngài đáp ứng với tôi một điều kiện. Điều kiện? Ngươi là cái thái gì mà phải đặt ra điều kiện với ta? Nếu ngài không đáp ứng với tôi được một điều kiện thì tôi xin ra về. Chào ngài. Ê một vai, điều kiện gì nói ra đi, ta đồng ý. Lần này ngài hãy nói khích để Thạch Quận Công đặt lớn. Nếu như ngài thắng thì tất cả vàng bạc của cải của Thạch Quận Công phải chia cho dân làng hết. Còn nếu ta thua, đất đai nhà tôi ngài có thể lấy. Đất đai của nhà ngươi hả? Chưa bằng công lông ta của ta nữa, lấy làm gì? Nếu như ngài thua, tôi có thể đền cái đầu của tôi cho ngài. Vậy ngươi nhắm lần này mình có bao nhiêu phần trăm chiến thắng? 100%. Này Thạch Quận Công, ta biết là nhà ngươi rất giàu có, nhưng nhà ngươi chỉ có đầy chứ chưa có đủ. Ta dám chắc với nhà ngươi, có những thứ người bình thường ai ai cũng có, nhưng ngươi thì không. Dương đại nhân, ông có bị gì không vậy? Nếu mà ông chỉ ra được thứ mà nhà tôi không có, tôi sẽ cho ông 10 thúng vàng. À không, toàn bộ tài sản này của tôi. Nhưng nếu mà ông không chỉ ra được cái mà nhà tôi không có, thì toàn bộ tài sản của ông sẽ là của Thạch Sùng. À không, Thạch Quận Công. Sao, dám chơi không? Ta đồng ý. Vậy. Khoan, Thạch Sùng ta tuyên bố, nếu ta thắng thì toàn bộ tài sản của Dương Tại Nhân sẽ là của bà con. Đồng ý không? Đồng ý. Vậy tôi xin làm tờ giấy giao kèo mới. Mời ngài lắng tay. Mời ngài. Nghe Thạch Sùng, nhìn kỹ vô đi. Ông ơi, ăn nè ông. Hôm nay tôi xin được nhiều tiền, mua quá chừng đồ ăn tẩm bổ cho ông nè. Ngon dữ lắm đó nha. Ông ăn đi. Ông ăn đi, nếu không được ăn nguội á. Làm gì ngồi nhìn quá, ăn đi. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi, ông.